đâu? Kỵ công tử, tại sao công tử lại tới đây giờ này vậy? À, xin Đào thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. Tôi muốn đem cái này qua cho Đào. À, nè, Đào nhận đi. Dạ, dạ thôi tôi không nhận đâu, có người nhìn thấy là chết đó. Vậy thôi, tôi để đây nha. Có gì lát nữa Đào ăn ha. Thật ra thì tôi đến đây là vì muốn gặp Đào, để trò chuyện với Đào. Tôi là phận gái quê, còn công tử là người quyền quý. Gặp nhau như vậy sẽ khiến cho thiên hạ dị nghị, ảnh hưởng tới thanh danh của gia đình công tử đó. Xin công tử hãy mau về cho. Đào nói gì lạ vậy? Chẳng phải tôi và Đào đã có hôn ước với nhau từ nhỏ hay sao? Nếu như cha Đào không đột ngột qua đời thì cha mẹ tôi đã cho người qua dạm hỏi rồi. Đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ cha của tôi đã mất rồi, gia đình của tôi thì đang lâm vào cảnh nợ nần. Hơn nữa tôi cũng chỉ là một cô gái nghèo, chân lấm tay bùn, thì làm sao sánh đôi cùng với công tử được. Chuyện hôn ước năm xưa xin công tử hãy quên đi. Đào, Đào hãy nghe tôi nói đi. Tôi thương Đào thật lòng mà. Tôi muốn được nên duyên với lại Đào, vì tôi biết Đào là một người con gái hiền lành, nết na, siêng năng, lại còn rất hiếu thuận nữa. Tôi không quan tâm đến gia cảnh của Đào, Đào hãy tin tôi. Tôi xấu xí quê mùa, lại còn dầm mưa dãi nắng như vậy, bộ công tử không che tôi sao? Không, tôi không có chê Đào. Trái lại, tôi còn thấy thương Đào nhiều hơn nữa. Tôi mong mình có thể thành hôn sớm, để cho Đào không còn khổ cực nữa. Cảm ơn công tử. Quả thật là cha của tôi đã không nhìn lầm người khi sắp đặt hôn ước này. Làm ơn công tử hãy mau về đi. Nè, tôi mới thấy ai đứng đây nói chuyện với chị vậy hả? Hình như thấy dáng người đó quen dữ lắm nha. Công tử Phúc phải không? Chắc chắn là công tử Phúc rồi. Cả cái làng này chỉ có một người đẹp trai, cao ráo, phong độ như vậy thôi. Đó chính là công tử Phúc. Làm sao mà tôi có thể nhìn lầm được? Không phải đâu, chỉ là một người đi đường ghé vào xin chị miếng nước thôi mà. Chị tưởng có thể qua mắt được tôi hả? Tôi nói cho chị biết, công tử Phúc chỉ xứng với một người xinh đẹp sang trọng như tôi thôi. Chứ người đen đúa xấu xí như chị á thì đừng có mơ. Nghe chưa? Con đi đâu về mà coi bộ không được vui vậy? Sao vậy con? Có ai chọc giận con hả? Con. Ai vô đây nữa? Con Đào chứ ai? Cứ gặp mặt nó là con bực bội à.
nó làm chuyện gì có lỗi với con nữa sao? Con nghi ngờ nó đang giấu má con mình một chuyện gì đó rất là hệ trọng. Má để con, con theo rình nó vài hôm nữa coi sao. Con mà bắt được quả tang á là nó chết nó với con. Má, hôm trước á má nhờ người mai mối qua đánh tiếng bên nhà công tử Phúc. Người ta trả lời sao rồi má? Sao má? Bên đó thì người ta làm sao? Thì người ta... Má nói đi. Từ chối rồi. Không thể như vậy được. Nếu xét về dung mạo, nguyên cái vùng này có ai xinh đẹp bằng con đâu. Thì đúng. Công tử Phúc lấy được một người vợ như con coi như là phước bảy đời rồi. Mắc mớ gì mà khước từ. Để con đi qua nhà bà mối hỏi mọi chuyện con sao. Thôi mà con. Mệt quá thôi. Để con đi mà. Thôi mà. Trời may quá, tôi tính qua nhà bà đây nè. Chuyện của tôi á với công tử Phúc có hiểu lầm gì không vợ? Bây giờ á tôi muốn nhờ bà qua nói thêm một lần nữa. Đi. Đợi đó. Ê. Con. Thôi 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 nè. Trời đất ơi, người ta mới qua nhà mình chưa mời uống một miếng nước mà con hấp tấp vậy. Mà ngồi đi chị. Chuyện sao ở bển á, chị nói lại tôi nghe coi chị mối. Thì tôi á cũng mới vừa về từ nhà của công tử Phúc về đây nè. Họ nhờ tôi qua đây á để đánh tiếng về hôn sự. Thấy chưa, bà thấy chưa? Con đã nói rồi mà, chỉ có một mình con mới xứng với công tử Phúc thôi. Con mà về đó làm dâu nha, cả đời này giàu sang phú quý tha hồ ăn đúng trắng rồi. Mặt trơn. Đúng rồi. Bà mối, bà giỏi lắm. Để tôi vô tôi lấy bạc thưởng cho bà. Nè 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 nè, khoan đã, khoan đã. Trời ơi, tôi chưa có nói hết mà. Tôi nói cái hôn sự này là cái hôn sự ở đây là giữa công tử Phúc với con Đào. Vì giữa hai người đã có hôn ước từ nhỏ. Ở bên đó họ muốn cuối năm nay đến đây hỏi cưới cô Đào về cho công tử Phúc. Má cái gì kỳ vậy? Bà nói cái gì mà tôi nghe không rõ vậy? Cưới con Đào cho công tử Phúc là sao? Còn con lũa nhà tôi thì sao? Tôi thì sao? Nè nè nè, thì đã nói mấy hôm trước tôi đã nói với bà về chuyện của cô Lựu rồi. Cậu đâu có chịu cô Lựu đâu. Cậu nói cô Lựu là có nhan sắc đó, nhưng mà làm biến nhát làm, tối ngày chỉ biết chân diện. Trời ơi, cô Lựu, cô Lựu. Trời ơi Lựu, con Lựu. Bực bội thiệt chứ, chuyện gì cũng không xong hết. Lụ à, vậy ăn chút cháo đi con. Nè, cháo tổ yến hạt sen, ăn vô đẹp da lắm đó con. Con không có ăn đâu. Con, nè Lụ à, nghe má nói, chuyện đâu còn có đó mà con. Kế này không được thì mình bài kế khác, chứ con đừng có u sầu như vậy hoài. Má lo lắm con có biết không? Thật ra thì má có tính cái cách này. Má có cách hả má? Chịu không? Má thiệt là hay. Phen này á, con Đào nó sẽ... Đói quá à. Ăn đi con. Nóng 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 coi chừng. Thổi nha.